Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Wow, các bạn ơi, hôm nay chúng ta có rất là nhiều các xe ở đây luôn. Và các xe của chúng ta bay lên trời các bạn ơi. Có rất là nhiều xe buýt, xe trộn bê tông và xe tải nè. Wow, các xe này bay lên trời rất là cao và lại rơi xuống này các bạn ơi. Đó, các bạn coi nè. Wow, có xe buýt này, xe trộn bê tông và xe tải đã rơi xuống đất và bay lên trời lại nè các bạn ơi. Các xe bay lên trời rất là cao rồi nè. Wow, không biết tại sao các xe bay lên trời như vậy ta. Và đây là xe tải màu vàng và màu xanh các bạn ơi. Wow, các xe như đang rơi xuống đất lại. Và đây là xe trộn bê tông màu đỏ. Wow, lại rơi xuống đất và nát tan tành luôn các bạn ơi. Các xe của chúng ta đã rơi xuống đất và lại nát tan tành rồi nè. Wow, và đây chúng ta lại có các xe trộn bê tông các bạn ơi. Hình như các xe trộn bê tông này đi lấy bê tông xi măng thì phải. Vì các xe hồi nãy đã bị rơi xuống đất nát rồi, nên là cái xe này đã thay cái xe hồi nãy đi lấy bê tông xi măng các bạn ơi. Và cái xe trộn bê tông này có rất là nhiều loại luôn, có loại có thùng quay được và có loại có thùng không quay được nè. Wow, cái xe trộn bê tông của chúng ta đang lao xuống dốc các bạn ơi. Một con dốc rất là sâu luôn và dài luôn. Có rất là nhiều xe trộn bê tông luôn các bạn ơi. Đủ màu sắc luôn, màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng. Và đây là xe trộn bê tông màu hồng nè. Tiếp theo là xe trộn bê tông màu xanh, màu vàng và màu đỏ. Các xe của chúng ta đang chạy xuống dưới dốc với tốc độ rất là nhanh. Rất là nhiều xe trộn bê tông luôn các bạn ơi. Hôm nay các xe trộn bê tông của chúng ta phải tới công trường xây dựng để lấy bê tông xi măng nha. Wow, và các bạn ơi, các xe trộn bê tông kia bị lật rồi. Wow, 3, 4, 5, rất là nhiều chiếc xe trộn bê tông của chúng ta bị lật luôn. Và đây là chiếc xe trộn bê tông màu hồng. Wow, và xe trộn bê tông của chúng ta bay lên các bạn ơi. Wow, thì ra đây không phải là nơi để các xe trộn bê tông đi tới lấy bê tông xi măng. Và đây là một cuộc đua các bạn ơi. Các xe trộn bê tông của chúng ta đua cuộc đua cầu tuột và bay lên trời nè. Và các xe trộn bê tông màu vàng kia đã bị thua rồi mà lùi xuống rồi. Và có rất là nhiều xe trộn bê tông bị ngã xuống luôn. Wow, và các xe tung như nhau rồi kìa các bạn ơi. Hôm nay cuộc đua của chúng ta rất là khó khăn luôn. Và cây cầu tuột này rất là cao luôn. Và cái xe đang rơi xuống kìa. Cái xe này thì đã bị tung vào nhau và bốc cháy rồi. Và đây các bạn coi lại nè. Đó, xe trộn bê tông màu hồng bay lên và rơi xuống. Phía trên là xe trộn bê tông màu xanh và màu đỏ cũng bay lên luôn. Rất là nhiều xe của chúng ta đang bay lên và rơi xuống đất. Wow, và xe này bị bốc cháy rồi. Và phía dưới đất của chúng ta rất là sâu luôn các bạn ơi, vì cái cầu tuột này ở trên trời rất là cao nè. Và đây là xe trộn bê tông màu tím cũng bị bốc cháy luôn và đang rơi xuống đất với tốc độ rất là nhanh rồi. Wow, và phía dưới là nước nữa kìa. Và đây là xe trộn bê tông màu xanh cũng bị rơi xuống đất và bốc cháy luôn nè các bạn ơi. Vậy là hôm nay các xe của chúng ta không đi tham gia lấy bê tông xi măng đi xây dựng mà tham gia một cuộc thi nè. Đây là xe trộn bê tông màu tím và màu hồng. Wow, xe trộn bê tông này thì rơi xuống một cái thành cầu luôn. Và đây là xe trộn bê tông màu xanh thì trắng nè các bạn, thì rơi xuống nước luôn các bạn ơi. Và đây chúng ta lại có các xe khác, đó là các xe tải các bạn ơi. Đây là các xe tải nha, màu trắng, màu xanh, màu đỏ, màu xanh và màu hồng luôn. Chúng ta có 5 chiếc xe tải, hình như các xe tải này cũng đang tham gia một cuộc thi thử thách là chạy đua với nhau nè. Dẫn đầu là xe tải màu cam, tiếp theo là xe tải màu đỏ và xe tải màu trắng. Hình như cái xe tải này đang chạy ở trên một ngọn núi rất là cao. Các bạn chờ xem cái xe tải này xe nào sẽ là xe chiến thắng nha. Và cái xe của chúng ta đang chạy với tốc độ rất là cao, phía sau là xe màu hồng. À, các bạn ơi, đúng rồi, xe tải của chúng ta đang ở trên độ cao rất là cao ở trên núi nè. Và phía trước của chúng ta là gì kia? Wow, là một con dốc. Cái xe tải của chúng ta đã lọt xuống một con dốc đó rồi. Wow, và đây các bạn ơi, cái xe tải của chúng ta đã tung vô khe núi này rồi. Oh my god, cái xe của chúng ta lại bay lên trời các bạn ơi. Có một chiếc xe bị bốc cháy rồi kìa. Wow, từ nãy tới giờ có rất là nhiều xe bị bay lên trời luôn. Cái xe này ở chỗ vùng đất này hình như có một cái lực hút nào đó ở trên trời hút cái xe lên và thả cái xe xuống. Và cái xe của chúng ta cũng bị nát luôn rồi các bạn ơi.
Và đây chúng ta còn có rất là nhiều xe trộn bê tông khác nữa nè, rất là nhiều màu sắc luôn. Và cái xe trộn bê tông của chúng ta hình như cũng lại đang chạy đua với nhau nè các bạn ơi. Đúng rồi, cái xe trộn bê tông của chúng ta đang chạy đua trên một đường băng số 18. Và đây là một chiếc máy bay màu trắng. Chiếc máy bay của chúng ta đang bay với tốc độ rất là nhanh, đang lấy đà để chuẩn bị cất cánh nè. Và phía trước của chúng ta là cái xe trộn bê tông. Đúng rồi các bạn ơi, cái xe trộn bê tông của chúng ta đang chạy đua trên một đường băng ở sân bay. Và chắc chắn là máy bay của chúng ta sẽ tông trúng cái xe trộn bê tông này thôi. Đây là xe trộn bê tông màu cam. Và đây là máy bay rồi các bạn ơi. Cả nào cũng va chạm cho coi. Đúng rồi, wow, xe trộn bê tông này bị bay cái thùng ra luôn rồi. Đó các bạn ơi. Và các xe phía sau cũng bị bay luôn kìa. Wow, máy bay bị bay cái đầu ra và vẫn cất cánh được kìa các bạn ơi. Thật là tuyệt vời luôn. Máy bay tuy rằng đã bị rớt cái đầu mà vẫn cất cánh, wow, nhưng không, lại rơi xuống dưới đất lại rồi các bạn ơi. Máy bay này là máy bay chở khách nhưng mà không có khách nha. Hôm nay chỉ là mô hình thôi. Và một chiếc xe trộn bê tông màu xanh đang chạy tới chiếc máy bay và tung trúng máy bay rồi các bạn ơi. Wow, và thêm hai chiếc ở đằng sau nữa. Vào cái xe này đang chạy đua với nhau nên vẫn còn chạy được nè. Phía sau chúng ta vẫn còn hai chiếc màu xanh và màu đỏ tung như máy bay luôn. Và đây là chiếc xe trộn bê tông màu hồng, cũng bị móp cái đầu rồi nhưng mà vẫn đang chạy tiếp tục. Và phía sau có một cái khung xe trộn bê tông hồi nãy vẫn chạy kìa. Wow, và nó tung như máy bay luôn các bạn ơi, thật là thú vị luôn. Và các máy bay, wow, và xe trộn bê tông lại bay lên trời các bạn ơi. Wow, trong tập này của Bus City có rất là nhiều xe bay lên trời luôn. Các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Bus City và Trúc City nha. Wow, và các bạn ơi, đây là một chiếc xe buýt màu xanh rất là dài kìa. Phía sau là một chiếc xe buýt màu hồng. Và phía sau nữa là một chiếc xe buýt màu xanh dương. Đây là xe buýt có rất nhiều toa, rất là dài luôn các bạn ơi. Hình như các xe buýt này cũng đang chạy đua với nhau nhưng mà hơi chậm các bạn ơi. Các xe buýt này chạy hơi chậm, chạy chậm hơn xe trộn bê tông rồi, vì các xe buýt này rất là dài nên là động cơ không đủ sức kéo để kéo cái xe buýt này chạy nhanh hơn. Đây là xe buýt màu hồng, các bạn đến như mình coi xe buýt này có bao nhiêu toa nha. Mình thấy hình như là có 4 toa đó, không biết có phải không, các bạn đến như mình nha. Đây là xe buýt màu xanh, đây là xe buýt màu xanh dương đó các bạn. Và chúng ta có 3 chiếc xe buýt, đây là xe buýt màu xanh lá cây. Các xe buýt của chúng ta đang chạy đua với nhau và xe buýt màu xanh dương thì chạy quá chậm luôn. Đó các bạn coi nè, cái xe buýt của chúng ta, xe buýt màu hồng đang vượt lên gần, wow, xe buýt màu hồng đang vượt lên xe buýt màu xanh kìa. Và xe buýt màu xanh dương thì bỏ một loại một khoảng cách rất là xa luôn. Và đây là một chiếc máy bay. Wow, cái xe buýt của chúng ta tung như chúng máy bay rồi các bạn ơi. Làm sao lại có một chiếc máy bay trên đường này, bị tung trúng với nhau rồi. Wow các bạn ơi, và các xe của chúng ta lại bay lên trời tiếp nè. Oh my god, và lại rơi xuống đất. Wow, chiếc máy bay của chúng ta bị gãy cái cánh rồi. Và cái xe của chúng ta lại bay lên trời lại và rơi xuống lại nè. Wow, hôm nay tất cả các xe của chúng ta đều bay lên luôn các bạn ơi, rất là ngộ nghĩnh luôn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video vừa rồi của Bus City nha. Wow các bạn ơi, hôm nay chúng ta có những cái cuộc đua rất là gay cấn luôn. Mà hôm nay có một điều rất là kỳ lạ, đó là cái xe của chúng ta sau khi mà tham gia cuộc thi thử thách rồi là bay lên trời luôn các bạn ơi. Có xe trộn bê tông nè, xe tải nè, xe buýt dài, có cả máy bay nữa các bạn ơi. Và các xe của chúng ta hôm nay đã không đi làm việc nha. Hôm nay mình cho các xe được nghỉ ngơi, đi giải trí, là đi tham gia các cuộc thi nè. Đó, nhưng mà các xe của chúng ta sau khi tham gia các cuộc thi thì lại bay lên trời luôn. Và ở vùng đất này có một cái lực hút gì đó khiến các xe bay lên trời rất là cao và rơi xuống đất, khiến cho các xe của mình bị hư hại hết luôn các bạn ơi. Rồi không biết ngày mai làm sao mình có xe trộn bê tông và xe tải đã đi chở hàng và bê tông xi măng đây. Thôi để mình giờ mình kết thúc video nha, để mình sẽ đi tìm một gara sửa chữa cho các xe của mình nha. Và ngày mai mình sẽ dùng cái xe đó để đi lấy bê tông xi măng nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Bus City, Mộc Duy và Trúc City nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh, nhớ like, nhớ share nha. Và trước khi các bạn coi video của mình thì các bạn nhớ ăn cơm nha, nhớ học bài nha. Và các bạn phải vâng lời ông bà cha mẹ nè, không được nói dối ăn cắp nha. Và các bạn phải ngoan ngoãn nè, học thật giỏi nha. Đó,
Các bạn phải nhớ đọc kinh cầu nguyện với Chúa Giêsu nè, đó hình ảnh của Chúa đó và mẹ Maria, để Chúa Giêsu và mẹ sẽ bảo vệ các bạn và gia đình các bạn nha. Bây giờ mình bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nha.